Và sau đây Khánh Hoàng xin mời quý vị thưởng thức một giọng ca Anh Là Nam Vương của cuộc thi Nam Vương năm 2015 do MC Entertainment tổ chức. Và anh đã có một cái tài năng là ca hát. Trong buổi tối ngày hôm nay, anh cũng đến đây để mà biểu diễn tài năng của mình qua một liên khúc gồm rất nhiều những bài hát hot, hit hiện tại bây giờ. Khánh Hoàng xin mời quý vị chào đón nam ca sĩ Nam Vương Tân Hy Khánh với một liên khúc gọi là Em Cứ Đi Đi. Đôi khi là mình say mê, đôi khi là mình ngô nghê, tìm một người đến nỗi rơi lệ. Là thế, khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi yêu ai dù chỉ trong mưa, vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Rồi khi anh thấy em bên ai của người khác ấy, sao anh quên được khoảng khắc ấy, em bên ai hạnh phúc như vậy. Thì thôi, buông đôi tay và để em đi, xem như ta lần đầu chia ly, cũng là lần cuối nghĩ suy. Thì em cứ đi đi, em hãy ra đi và đừng ngẫm nghĩ hạnh phúc ra sao, yêu thương nhưng đau chỉ thêm thời gian lãng phí. Ừ thì em cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi về đâu khi đôi ta lạc mất nhau. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đau, từng lời buồn chưa hết câu, nước mắt đã dần khóe sầu. Đừng quên nhau nếu không vui, anh muốn thấy em cười, vì yêu em nên anh xin em cứ đi, bỏ mặc anh. Dại khờ nên đánh mất nhau, giờ quá muộn màng, dù có níu kéo có được gì, hãy để cho tình yêu xưa của ta ngủ yên. Bước trên hai con đường mình không lẻ loi và không tránh nhau. Giờ đây phải cố xóa hết ký ức tháng năm bên nhau ngọt ngào, cố dấu vào tim để anh sẽ bước ra đi bên ai nhẹ nhàng. Phải cố xóa hết nhung nhớ khi xưa mình đã tặng nhau. Hãy quên đi em ơi, anh muốn thấy em bình yên. Mình đừng tiếc nuối chi nữa em hỡi, hãy buông tay anh một lần. Nếu kéo làm chi bởi ta không bước đi chung trên con đường dài. Đừng khóc chi nữa em ơi, chỉ cho lệ đắng bờ môi. Và ngày mai anh mong sẽ thấy dấu em ở đâu. Anh nào có nhớ bao nhiêu suy tư thương đau cứ dồn vào lòng chỉ riêng anh thôi, nên đôi khi anh muốn tâm sự cùng người lạ, kể chuyện hai đứa lần đầu gặp ra sao, quen nhau yêu thương nhau từ lúc nào, sâu đậm ra sao, sâu trong nơi anh ký ức vẫn còn dạt dào. Và anh đôi khi chỉ cần một người ở bên lắng nghe.
sai. Một lời anh nói ra đây dường như chưa hết. Chỉ biết yêu em là thế, chỉ muốn ôm em là thế. Dẫu biết yêu em bên em là bao đớn đau. Mãi mãi thôi không còn nữa, mãi mãi ta xa rời nhau, mãi mãi ta không gặp nhau cho đến kiếp sau. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu. Từng lời buồn chưa hết câu, nước mắt đã dần khóe sầu. Đừng bên nhau nếu không vui, anh muốn thấy em cười. Vì yêu em nên anh xin em cứ đi, bỏ mặc anh. Thùy Vân thân ái kính chào quý vị đến với chương trình Tâm Tình Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Quý vị vừa xem nhạc phẩm Anh Cứ Đi Đi, một trong những top hit ngày nay mà thường là quý vị được nghe giọng ca của một người con gái thỏ thẻ, nhưng vừa rồi là một gương mặt rất là điển trai. Ngày hôm nay Thùy Vân sẽ có buổi nói chuyện cùng với người đẹp trai này. Thùy Vân xin quý vị một lời chào và xin em chào tất cả quý vị. Ca sĩ Tân Hy Khánh. Tân Hy Khánh xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tâm Tình Nghệ Sĩ. Xin cảm ơn chị Thùy Vân đã cho em một cơ hội để đến với Đài Việt Mỹ và sẽ tâm tình những cái câu chuyện mà về chuyện đời, chuyện nghề cũng như là những cái dự án sắp phát hành của mình. Quý vị thấy không, Thùy Vân thường thường làm host, nhưng mà đây là xưa đến giờ Thùy Vân thấy hình như là Tân Hy Khánh là người mà muốn áp đặt luôn là host của mình. Nhưng mà đó là Thùy Vân rất là thích, là bởi vì như là Tân Hy Khánh nói là ngày hôm nay hai chị em sẽ có dịp nói tất cả, nghĩa là bật đèn xanh cho Thùy Vân có quyền hỏi mọi thứ, đúng không? Ok, tất cả. Như vậy thì bây giờ như thế này, thứ nhất là Thùy Vân phải cho khán giả biết riêng về Tân Hy Khánh. Riêng Thùy Vân thì Thùy Vân đã thấy khuôn mặt này vào những ngày rất là đầu tiên khi mà Thùy Vân làm MC cho chương trình thi Hoa Hậu và Nam Vương Người Việt Toàn Cầu Thế Giới. Thì một anh chàng rất là thứ sinh ra thi Hoa Hậu và cuối cùng là được cái giải là giải tài năng, và tài năng là ca hát. Thì em hãy nói về cái động lực mà em đi thi và cũng như là em chọn bài hát nào, rồi cái cảm giác của em như thế nào. Thật sự là bữa đi thi đó cũng là một cái sự tình cờ rất là có duyên thôi. Tại vì trước khi đi thi cái chương trình đó thì em có một cái giải của chị Di Phương Trinh tổ chức trong cái iTangle, đó là Hãy Hát Lên. Và em đạt giải 3, giải tài năng, giải ấn tượng. Thì sau đó một thời gian thì em có giống như là ủ mưu á. mình có một thời gian mình luyện tập và sau đó thì cũng vô tình mình thấy cái chương trình đó rất là hay, rất là ý nghĩa dành cho những cái hoa hậu cũng như là Nam Vương Thế Giới Người Việt. Thì em cũng có can đảm đăng ký đi thi và cũng may mắn làm sao mà cũng được cái giải tài năng. Và cái hôm ấy thì em có hát ca khúc của Mr. Siro được mang tên là Lắng Nghe Nước Mắt. Thì em nghĩ là cái giải tài hát thì giống như là ai cũng sẽ hát hay và ai cũng có những cái kỹ thuật nhất định, nhưng mà quan trọng là cái tình cảm và cái tâm hồn của mình thổi vào cái bài hát nó như thế nào. Thì em nghĩ rằng cái sự chiến thắng đó cũng do là cái sự đồng cảm của tất cả quý vị khán giả trong chương trình, cũng như là cái hồn mà em thổi về cái bài hát đó. Chị đồng ý với em điểm đó, và ngay cả chị không đồng ý là cái điểm đầu tiên em nói là may mắn thay là em được cái giải đó. Nhưng mà thật sự ra cái sự may mắn đó không phải là hoàn toàn 100%, có thể là một cái phần trăm rất là ít. Bởi vì là Thùy Vân nhớ ngày hôm đó thì quý vị, khi mà cứ mỗi lần mà Tân Hy Khánh bước ra sân khấu để mà thi các cái trang phục thì khán giả đều vỗ tay hưởng ứng, là bởi vì cái nụ cười của anh chàng này không cần biết thắng hay thua, đi ra sân khấu là rạng rỡ một nụ cười. Và khi mà em hát cái bài đó, như em vừa nói là em đã đặt hết cái trái tim của mình vào bài hát, thì khán giả cũng cảm nhận được điều đó. Vậy thì sau khi mà em đạt được cái giải tài năng của Nam Vương Người Việt Toàn Cầu thì em đã làm những công việc gì từ đó đến nay? Sau khi đạt giải Nam Vương Tài Năng thì em có cùng một số các anh chị nghệ sĩ cũng như là cái trong trung tâm của anh Minh Chánh thì có làm một số hoạt động từ thiện. Và bên cạnh đó thì em vẫn song song làm về những cái công việc office của mình, tại vì hiện nay em cũng đang làm quản lý của các cửa hàng mỹ phẩm tên là của trong cái hệ thống GG Cosmetics trong phương xá Phước Lập Thọ.
Thì ngoài công việc đi hát là những cái điều mà giống như là những cái pleasure time thì em sẽ spend nó để em tham gia và cũng như là tìm hiểu thêm về cái hoạt động nghệ thuật, thì cái chính của em vẫn là những cái công việc về cái kinh doanh theo gia đình ạ. Bây giờ thì nói ngược lại về hệ thống kinh doanh, thì trong tất cả những cái mô hình kinh doanh, những cái sự khác nhau, tại sao là một người đàn ông mà lại chọn cho mình cái phần về làm đẹp? Thật sự thì cái cơ duyên đó là cũng do gia đình, tại vì gia đình em làm cái này, làm cái mỹ phẩm này là cũng trên 20 năm rồi. Thì khi mà em bước chân qua Mỹ thì cũng nhờ những cái business của gia đình thì em có thể là trang trải về cuộc sống cũng như là cái ổn định cuộc sống ở bên tại Hoa Kỳ. Và sau khi ổn định xong thì em mới dám là dấn thân vô cái showbiz hải ngoại, và cũng may mắn là cũng gặp chị Thùy Vân ngay từ những cái ngày đầu em đi hát. Và khi mà thật sự là đối với em thì cái nghề ca hát cũng là một cái duyên thôi chị. Và cũng may mắn là em gặp những cái anh chị nghệ sĩ cũng như chị Thùy Vân đây, rất là nhiều người thương yêu và quý mến em. Đó là cái điều mà em cảm thấy em rất là may mắn, và điều mà mình cảm thấy mình rất là trân trọng từ khi mà em bước chân qua Hoa Kỳ đến bây giờ. Thì một lần nữa cũng không phải may mắn không em, tại em sẽ thương lại với chị cũng sẽ thương lại với em. Nói đùa thôi quý vị cũng biết là khi mà Tân Hy Khánh vừa đạt được cái giải tài năng trong Nam Vương Người Việt Toàn Cầu, thì Tân Hy Khánh cũng cùng với tất cả những anh chị em đạt giải ngày hôm đó để mà đến những cái nơi mà làm thiện nguyện. Thì em có thể chia sẻ với quý vị là những cái câu chuyện nào mà nó thương tâm hoặc là nó xúc động mà em nhớ đến trong cái chuyến đi đó? Thật sự thì cái chuyến đi từ thiện của Tân Hy Khánh và các anh chị nghệ sĩ nó có nhiều lắm, ở Hoa Kỳ cũng có mà về Việt Nam cũng có. Nhưng mà thương nhất nói về Việt Nam thì em nghĩ rằng là tất cả các anh chị nghệ sĩ hay ai cũng có cơ hội về Việt Nam làm từ thiện và chứng kiến những cái cảnh những cũng đáng thương, và mình cũng thấy tội nghiệp họ lắm. Nhưng mà ngay cả em thấy là ngay cả Hoa Kỳ, ngay cả những cái nơi mà mình đang sinh sống đi, nó cũng có những mảnh đời và có những cái số phận cũng tương tự như ở Việt Nam, chứ không phải riêng là Việt Nam, ngay cả Hoa Kỳ là một cái nước phát triển, mình cũng có những cái số phận như vậy. Thì em nghĩ rằng mỗi người chỉ cần chung tay một chút xíu thôi thì mình cũng có thể là giúp đỡ mọi người có một cái tương lai, không phải là một cái tương lai quá tươi sáng, nhưng mà cũng một phần nào mình chia cảm thông được. Và chia sẻ cho họ. Đúng thưa em, bởi vì Thùy Vân đã trân trọng cái điều là ở những cuộc thi hoa hậu, thưa quý vị, ngoài việc tìm kiếm những khuôn mặt đẹp, những cái tài năng xuất chúng, chúng ta tìm đến những trái tim mà biết chia sẻ, biết cảm thông. Đó là một trong những điều đẹp đẽ mà chúng ta kiếm được một người đẹp từ bên trong cũng lẫn như là bên ngoài. Mà Tân Hy Khánh ngày hôm nay là một trong những người có thể tiêu biểu cho cái ý nghĩa này. Thì em làm việc trong hệ thống của gia đình là Chi Chi Cosmetics có được bao nhiêu tiệm mỹ phẩm, và em có thể nói là số phone để quý vị có thể đến ủng hộ em, chụp hình với em. Thực sự thì cái hệ thống của em thì có 4 cửa hàng đều nằm trên đường Bô Sa hết. Và trong đó cái hệ thống chính của em là nằm trong thương xá Phước Lộc Thọ ở ở đằng sau sân khấu đó chị. Thì cái số phone và cái hệ thống của em á, thì nó có những cái mặt hàng mỹ phẩm như là của Shiseido, của The History of Who, của Ohu. Là không phải một cái thương hiệu mà mình gom nhiều cái thương hiệu nổi tiếng nhất. Và mình cũng là độc quyền cho những cái người Việt ở hải ngoại về những cái đại những cái thương hiệu đó. Thì nếu mà quý vị có yêu thích và ủng hộ cho Tân Hy Khánh thì cứ đến thương xá Phước Lộc Thọ vào đằng sau CD không? CD thì chắc chắn là quý vị khi mà đến, khi mà mua hàng thì chắc chắn là sẽ được tặng. Cái chị Thùy Vân nếu mà không cần phải mua hàng cũng tặng nữa. Nhưng mà thật sự là với những điều mà Tân Hy Khánh muốn nói là nếu mà quý vị có yêu thương hay ủng hộ thì hãy cứ đến những cái cửa tiệm của Tân Hy Khánh với số điện thoại là 714-869-6161. Thùy Vân cũng chúc cho em là không cần biết em làm trong lĩnh vực nào cũng được yêu thương như tất cả anh chị em nghệ sĩ và khán giả yêu thương em. Bây giờ hãy nói một cái sơ lược về cái background của mình. Mình học ngành nghề gì từ nhỏ và đã học về âm nhạc từ hồi nhỏ hay là mới đây thôi? Thật sự thì khi mà còn ở high school ở Việt Nam là em đã có tham gia một cái nhóm nhạc rồi. Và tên gì? Tên là nhóm Vút Bay. Lúc đó là lúc đó là trong các trường đại học, cái trường high school mình thi đấu với nhau ở trong tại Sài Gòn, thì cái nhóm em được giải nhất. Và sau khi đó thì khi mà mình đi hát được 2-3 năm cùng với nhóm
thì em phải đi học tiếp về university tại Việt Nam. Lúc đó em học về chuyên ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Xong rồi khi mà em tốt nghiệp xong thì lại có cơ duyên, lại gia đình lại bảo lãnh em lại qua bên Hoa Kỳ. Thì em lại đi qua bên Hoa Kỳ và em lại phải ổn định lại cuộc sống. Thì cái thời gian đó em không có đi hát nữa. Em tập trung vào việc học tiếng Anh cũng như là lấy một cái bằng college. Thì em vừa mới tốt nghiệp ngành truyền thông tại Hoa Kỳ vào tháng 4 năm nay. Chúc thì... mừng cũng may mắn cũng cho nhờ, em. Nhờ cái background là em cũng học về quản lý. Dạ, dù là rồi. Quản lý về khách sạn, nhà hàng nó cũng hơi khác. Nhưng đúng mà rồi. Em cũng nắm được cái cách mô hình làm sao để mà mình làm thương mại. Đúng xong không? Rồi qua đây mình lại học về truyền thông nữa, cho nên là về marketing nữa thì thì nói chung là mọi thứ giống như lên nó cũng may mắn, cũng một phần may mắn nữa chị. Thì sau đó sau khi mà em tốt nghiệp bằng cử nhân Hoa Kỳ của truyền thông tại Hoa Kỳ thì bắt đầu em mới chuyên tâm để làm một cái sản phẩm âm nhạc. Tại vì trước đó thì mình cũng có đi hát nhưng mà mình chỉ là đi hát cho vui, cho nó thỏa mãn cái niềm đam mê của mình. Mình chưa có nghĩ đến về một cái sản phẩm âm nhạc. Vì lúc đó mình còn học nữa chị, mình còn học, mình còn đi làm, mình còn đủ thứ chuyện hết á. Thì mình không dám nghĩ đến, nhưng mà sau khi tốt nghiệp thì em đã nghĩ đến về một cái sản phẩm âm nhạc và mình ấp ủ. Như vậy là cái đứa con đầu lòng em đã thai nghén bao nhiêu lâu? Thực sự nói về thai nghén thì thực sự mà cái sản phẩm này của Tân Hy Khánh nó gồm có là một cái chuyện tình, một cái love story. Thiệt luôn á hả? Thì trong đó có 11 ca khúc. Chị cũng có thể nghĩ đó là 11 cái chuyện tình em đã trải qua. Ôi trời ơi, hát mới ở Hoa Kỳ không biết bao lâu mà tới 11 chuyện tình đó quý vị. Không, em gom từ ở Việt Nam luôn chị. Hoặc là 11 cái những cái cung bậc cảm xúc khi mà mình đang trong tình yêu. Mà không phải là lúc nào mình cũng có cảm xúc để mình hát những ca khúc đó. Như em nói với chị Vân là cứ nghĩ là ca sĩ hát hay thì nhiều ca sĩ hát hay lắm, không phải mình em. Nhưng mà để có một cái hồn cũng như là một thả một cái cảm xúc của mình vào cái ca khúc đó thì thật sự là khi nào mình có cảm xúc mình mới đi thu. Giống như là nếu có mà nghĩa cái là bài mà em thai nghén theo kiểu mà khi nào em thèm tới thai nghén là em thèm cháo thì đi ăn cháo. Đúng. Giống như là khi mà giống như vừa rồi quý vị nghe cái khúc em cứ đi đi thì lúc đó là cũng cái tâm trạng là bị bầu bỏ. Thì mới hát được cái khúc mà em cứ đi đi. Và tại vì thường quý vị nghe là nữ hát không à. Đúng. Mà tự nhiên hôm nay bồ bỏ thì phải nam hát cái gì. Ok, như vậy thì cái ca khúc đó là đến và em đi thâu âm vào cái lúc mà cái tâm trạng mình gần với cái cảm xúc đó. Dạ, cho nên mình có thể thổ bộc được hết, đúng không? Dạ, đúng. Thì nói đến cái chuyện tình khi mà mình yêu và mình bị một cái vết thương lòng như vậy thì em còn tin tưởng vào tình yêu nữa hay không? Thật sự á, sau khi mà thu cái album này, sau khi trải qua 11 cái trạng thái khác nhau, cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu, thì em cũng rút ra một cái bài học rất là có giá trị, là thật sự là cái tình yêu hay là tình cảm trong cuộc sống nó cũng chỉ là một cái vòng tròn thôi chị. Đi đến đâu khi mà chị yêu nhau rồi chị đến với nhau rồi lại chị lại chia tay, rồi chị lại tiếp tục quay trở lại với người ấy, rồi lại chị tiếp tục quay lại tình yêu như cũ. Hoặc nếu mình chị tưởng không là lại đi, mình đau khổ mình không yêu nữa, nhưng mà rồi lại một người khác đến lại cho mình một cảm giác cùng bậc chị khác. Chị cũng lại quay lại là lại yêu, rồi lại gây gỗ, rồi lại chia tay, rồi lại tiếp tục là như vậy. Thì nó cũng là một cái vòng tròn, nhưng mà quan trọng là mình chọn cái vòng tròn của mình ấy nó như thế nào. Và mình muốn cái vòng tròn đó mình tròn thật sự hay là hơi tròn méo méo thì đó là do bản thân mình và do cái cảm xúc của mình thôi. Và khi thu hết cái 11 cái ca khúc này trong cái album của mình thì Tân Hy Khánh cảm thấy là ủa sao mình cảm xúc nhiều vậy. Mình chị, không thì có yêu đến nỗi như vậy đâu. Thì Vân nghĩ là Thùy Vân khoảng chừng mấy cung bậc thôi. Còn em này em tràn trề cảm xúc quá cho tới mười mấy cung bậc lận. Bởi vì người ta hay nói cái câu này nè: người trao có nửa nụ cười mà ta mất một đời để quên. Dạ, đúng rồi chị. Nói chung là chị Thùy Vân này em nghĩ là cũng vào những cái tình trường mà cũng không đến nỗi cũng như em vậy, cho nên là chị cũng rút được rất là nhiều cái kinh nghiệm cho cuộc đúng, sống đúng không ạ? Em nói cái vòng tròn thì Thùy Vân hoàn toàn đồng ý, là bởi vì không biết là Tân Huy Khánh có nhớ là Thùy Vân có hát vừa rồi ở Vegas cái bản Tình Đến Rồi Đi. Đúng cái rồi. Bản đó nó nói về là đôi khi có những cuộc tình đến như bão như gió, có những cuộc tình đến như trăng trên sông, nó nhẹ nhàng, nó ồn ào, nó vồ vập, nó lãng mạn, nhưng mà
tình đến rồi lại đi. Mà đôi khi mình tưởng đây là mối tình cuối cùng, sẽ không bao giờ muốn yêu lại được nữa. Bởi vì là cũng có lần chị cũng hát cho Minh Trắng, chị hát là đôi khi ta muốn thì ở cái thời điểm đó là tạm thời chị Vân khóa cửa trái tim. Chị nói là không yêu nữa. Nhưng mà ai biết đâu, rồi tình đến rồi lại đến. Đó. Cho nên là cái cung bậc cảm xúc hoàn toàn thì Vân đồng ý với lại Tân Y Khánh. Như vậy thì thêm một cái trạng thái cảm xúc nào ngoài cái việc là bị bồ bỏ? Thật sự thì từ đầu cái album là những cái trạng thái khi yêu. Đó là khi mà mở đầu album là cái ca khúc Chót Yêu. Là khi yêu mà lại chót, có nghĩa là yêu lỡ đó. Thì giống như là mình cảm thấy mình thích một người nào đó, là mình có cảm giác, cảm xúc với người ta. Rồi sau đó là tình thôi xót xa. Là từ khi quen em anh đã biết bối rối rồi đó. Đúng rồi. Xong là một ca khúc tiếp theo là của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn là Dòng Sông. Thì lúc đó là khi mà chị biết rồi, khi mà mình yêu thì mình cứ nghĩ là tình yêu của mình, và mình cũng muốn cái tình yêu của mình êm đềm như một cái dòng sông. Mình không muốn cái dòng sông ấy có nhiều bão táp phong ba hay là... Sông thì không có bão đâu em, nhiều khi nó chia nhánh thôi. Thì bởi vì nó chia nhánh cho nên là cái khúc tiếp theo á, là cái ca khúc chủ đề trong cái album của mình, đó chính là ca khúc Nếu Có Một Cảm, Nếu Có Một Khoảng Cách. Và cái ca khúc này là Tân Y Khánh nhớ không nhớ rất là kỹ, là tại vì á, mà khi mà mình đang có chuyện buồn với người mình yêu á, thì mình có tâm sự với những người bạn. Và trong đó thì có một nhạc sĩ là cái người mà đã sáng tác cái khúc này, đó là nhạc sĩ Mạnh Quân. Thì khi mà tâm sự, anh em tâm sự về chuyện tình, chuyện đời, everything, mọi thứ, thì qua những ngày sau thì Quân lại đưa cái bài hát này cho Khánh. Và từ những cái lời ca khúc hay là từ những cái giai điệu trong đó là nó y chang như mình vậy đó. Bởi vì khi mà em nhận ca khúc đó và khi em hát lên thì ôi trời, em nổi hết da gà luôn chị. Dựng tóc gáy luôn. Dựng tóc gáy. Thì tại vì chị nghĩ, nói thẳng luôn, ví dụ chị Vân có bao giờ có cảm xúc là khi mà mình đưa tiễn người yêu của mình mà đi ra phi trường mà về Việt Nam không? Nhưng mà nó tùy. Mình đưa người yêu ta đi mình chơi. Đi chơi thì mình có cái cảm xúc là dĩ nhiên là sẽ nhớ, sẽ buồn. Nhưng mà cũng có những cái cảm xúc là không biết là nàng có bị hoặc là chàng có bị phong ba cuộc đời làm cho thử thách có bị gì nhưng, đúng không? Đúng có rồi. Bị cạm bẫy hay không? Đúng rồi đó. Nghĩa là Mỹ nó gọi là hơi insecure đúng không? Nhưng mà số em nó ngộ lắm, mà người nào, người yêu nào mà em đưa ra sân bay về Việt Nam là đi luôn. Đi luôn đó. Thôi thì cho em cứ đi đi. Từ đó em cứ đi đi, rồi sau đó là những cái khúc như là Em Cứ Đi Đi hay là Ngày Mai Em Đi hoặc là Chia Tay, là những cái khúc là dồn dập về cái cảm xúc là khi mà người ta đi rồi. Hụt hẫng và mình có những cái gây gỗ mà qua phone hay là những cái từ, tại vì ngoài thật sự là không phải những khoảng cách về địa lý hay thời gian không gian, mà nó còn khoảng cách giữa trong tâm hồn giữa hai người. Đôi khi có những cặp mà họ ngồi ngay bên cạnh nhau đó nhưng mà trong cái tâm hồn là cả một sự xa cách rồi. Thì cái đó cũng là cái chủ đề của cái album mà Nếu Có Một Khoảng Cách hả? Dạ đúng rồi. Mà được viết riêng cho em thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Ngày nào là ngày ra mắt? Thật sự Tân Y Khánh rất là vui và được rất là nhiều sự ủng hộ của tất cả các khán giả cũng như là các anh chị em và đồng nghiệp để ra mắt cái sản phẩm của mình vào ngày 17 tháng 11 vào thứ năm tuần này tại iTangle. Vào lúc 8 giờ tối thì một đêm nhạc cũng như là buổi họp báo để Tân Y Khánh giới thiệu cái album của mình đến với tất cả quý vị khán giả công chúng tại Hoa Kỳ cũng như là với các khán giả tại Việt Nam. Và chị không biết sao, chứ em hồi hộp lắm. Tự nhiên hôm nay còn mấy ngày nữa, mấy bữa trước thì em không có cảm xúc đó, mà tự nhiên 2-3 bữa nay cái người em nó cứ tập tình thịt vậy nè. Mà em cứ mong là đến cái ngày đó và mình muốn chia sẻ những cái cảm xúc cũng như là những cái câu chuyện tình, cũng như là những cái gì em chia sẻ với chị Vân ở đây chỉ là một phần trong cái đêm nhạc đó thôi. Thì khi mà vào đêm nhạc ấy mình sẽ chi tiết hơn tại sao mình lại chót yêu, tại sao mình lại chia tay. Mỗi một nhạc phẩm là Tân Y Khánh sẽ nói lên một câu chuyện. Đúng trước khi rồi, hát. Đúng rồi. Và Thùy Vân sẽ đến ngày hôm đó chung với quý vị. Nếu mà quý vị nào ở quận Cam, hãy đến ủng hộ cho Tân Y Khánh và gặp rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ để quý vị có thể thấy là anh chị em nghệ sĩ chia sẻ cái sự thương yêu đối với đứa con đầu tiên của Tân Y Khánh như thế nào vào thứ năm tuần này, 17 tây tháng 11 tại iTango, để có một buổi họp báo và chia sẻ những cái tâm tình qua các cung bậc cảm xúc trong CD Nếu Có Một Khoảng Cách của Tân Y Khánh. Và Thùy Vân và Tân Y Khánh sẽ trở lại đôi ba phút.